Thưa quý vị, sáng nay, hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tiếp tục thảo luận phiên toàn thể để nghe các báo cáo giải trình, tiếp thu các nội dung trình hội nghị và bế mạc hội nghị. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Sau khi khai mạc, ngày hôm qua ngày 9 tháng 12, Hội nghị Thành ủy lần thứ 18 đã tiến hành thảo luận tại 4 tổ về các nội dung trình tại hội nghị. Theo đó, các tổ đã thảo luận tích cực, sôi nổi với hơn 120 lượt ý kiến tham gia các vấn đề khác nhau, nhất là việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2025. Trong phiên toàn thể sáng nay, lãnh đạo các sở ngành đơn vị đã trao đổi thêm các vấn đề đại biểu quan tâm nêu ra tại phiên thảo luận tổ. Trong đó, đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết 136, đến nay các sở ngành đang tích cực vào cuộc chuẩn bị các dự thảo nghị quyết theo thẩm quyền để trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố để thực hiện nghị quyết từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Song song đó, thành phố cũng đã khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện kết luận số 77 của Bộ Chính trị về phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra kiểm tra, bản án tại một số tỉnh thành phố, trong đó có Đà Nẵng. Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu ban thành phố ban hành cái kế hoạch 890 ngày 23 tháng 10 2024 để tổ chức thực hiện kết luận 77 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố với các nguyên tắc sau này: thành lập 3 tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổ trưởng để nhanh chóng, kịp thời chỉ đạo, điều hành và giải quyết ngay các vấn đề khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, triển khai và phân công các đơn vị thực hiện các công việc để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của chính phủ và địa phương. Theo kết quả năm 2024, tổng thu ngân sách của thành phố vượt hơn 33% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong đó có nhiều quận huyện có số thu vượt cao so với năm 2023. Bước sang năm 2025, ngành thuế và các đơn vị địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh việc thu ngân sách, nhất là các giải pháp đã phát huy hiệu quả trong năm 2024 như hóa đơn điện tử. Theo cái giải pháp là kết nối tự động, tức là sau mỗi một lần gắp bơm thì dữ liệu bán xăng dầu được kết nối tự động phát hành hóa đơn và kết nối dữ liệu của cơ quan thuế, và qua đó, qua cái theo dõi thì cái doanh thu kê khai và cái sản lượng kê khai là tăng 23% so với trước khi triển khai thực hiện. Thế một lĩnh vực khác nữa là trong cái lĩnh vực mà kinh doanh dịch vụ và ăn uống, cái dịch vụ lưu trú và các cái hoạt động bán lẻ hàng hóa trực tiếp đến người tiêu dùng, thì trong năm 2024 thì ngành thuế đã đẩy mạnh cái việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong cái lĩnh vực này, thì kết quả về doanh thu kê khai tăng trên 30% so với doanh thu thực hiện của năm trước. Thì cái giải pháp này thì trong năm 2025 chúng tôi tiếp tục được duy trì đẩy mạnh. Trong phiên toàn thể sáng nay cũng đã trao đổi thông tin cụ thể về các giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, các mặt công tác xây dựng đảng, việc thực hiện tổng kết nghị quyết 18 và triển khai phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác.